chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Đức Đỗ nha. Thì hôm nay mình lại về thêm lại cái lô cá hôm bữa là Dumbo coi mà Big E ha các bạn ha. Đó, thì cái bọn này thì cũng đã giới thiệu với tất cả bạn nhiều lần rồi, nhưng mà cái bộ này mình đã nói là lên hàng tay bơi rất là dài và to. Nên là hồi hồi sáng mình cho ăn nhẹ nhẹ thì giờ mình quay cho các bạn cùng xem ha. Thì một hồi nữa mình sẽ vớt ra cái khay màu đen này nè. Đó, thì mình sẽ quay rõ hơn. Thì ở khu này thì sẽ có cái dòng cá là Dumbo coi, do thì cái dòng Dumbo coi này các bạn, thì các bạn nuôi thùng xốp á thì con cá nó sẽ lên được cái chất lượng tai bơi to như thế này nè. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem đó, cá nó phải lên được tai to như các bạn ha. Thì để mà lên được cái tai to như vậy thì do là tính chất của cái bộ gen này là nó chuẩn để các bạn làm giống, và đây là một trong những cái bộ gen mới. Thì giá trên thị trường của những cái bộ cá Dumbo coi này á hiện tại đang dao động khoảng tầm 3 đến 400 ngàn một cặp. Nhưng mà trên kênh của mình thì các bạn xem được video này thì giá chỉ 150k thôi nha các bạn. Đó, cho tất cả các bạn có thể tham khảo thử một số cái dòng cá mới và hot trong năm 2024 hiện tại ha. Còn ở dài bên này thì sẽ có là full gold sọt. Full gold sọt gen hiện tại là cũng chỉ có 50.000 một cặp thôi nha các bạn. Đó. Full gold sọt gen là hiện tại chỉ có 50.000 một cặp thôi cho những cái hàng này ha. Thì full hiện tại mình cũng không có số lượng nhiều. Đó, như những cặp này các bạn, còn những cặp ribbon mà super sọt như thế này thì giá là 300 ngàn ha. Đó, thì full gold á, là cái dòng cá nó không có lỗi thời, và đặc biệt là dòng sọt hiện tại mình sale xuống cho tất cả các bạn chơi và trải nghiệm thử một số dòng cá giá rẻ học sinh sinh viên. Đó, còn đây là những cái con cá super sọt, đây là dòng full gold super sọt ribbon thì giá hiện tại đang là 300 ngàn một cặp cho một cặp full gold super sọt ribbon như thế ha. Ở bên mình thì hiện tại cũng đang làm một số dòng cá mới như là những video trước các bạn đã xem á, thì đây là cái dòng bubble leopard các bạn. Thì con cá trống nó là nó sẽ lên màu màu vàng nhẹ nhẹ ở giống như con cá trống ở ngoài kia các bạn. Đó. Màu vàng nhẹ nhẹ và đuôi sẽ lên hoa văn rất là đẹp. Thì hiện tại cái dòng này mình đang chưa có số lượng, tại vì con cá mái nó đẻ ra cái tỷ lệ ra cái con cá mái các bạn, và cái tỷ lệ lên trống nó không có nhiều, nên là cái dòng này nó còn mới và rất là hot các bạn ha. Và đặc biệt cái hoa văn của nó thì nó là cái hoa văn kiểu như là nó phân mảng giữa các cái tầng lớp giữa đuôi với nhau á. Là dòng này nó cũng là một trong những dòng cá tựa tựa như dòng Tiger á mà nó đẹp hơn. Còn đây là bộ rồng xanh BDH Moon đó. Thì những cái hồ này mình đang cho đẻ ha, và bạn nào mà muốn nuôi cá sinh sản á thì có thể làm những cái dèo như thế này các bạn, cho cá sinh sản và cho cá sinh sản ra ngoài mình chúng ta sẽ vớt ha. Do là cái này mình lập lưới lan các bạn, một số bạn hỏi là nuôi cá bé màu có cần ánh sáng nắng không, thì tất nhiên là nó rất là cần các bạn ha, nhưng mà phải lợp lưới lan lại để cho nắng nó xuống chỉ một cái ánh sáng vừa phải thôi, chứ không thể xuống nhiều quá. Ở đây cũng là bộ rồng đỏ ribbon, thì hiện tại những cái bộ này mình đang làm lại. Còn đây là một cái hồ full gold này các bạn. Đó. Hồ full gold này thì mình xả cho các bạn 200 ngàn cho các bạn chơi xem video này nha. Thả thí sinh nha các bạn nha. Hồ này có ribbon và có gen từ lưa trong đây hết luôn. Đó, nhưng mà mình sẽ xả hồ này đẩy cá này khoảng tầm 4 tháng các bạn. Đó, về cho thả thí sinh thôi nha. Còn bạn nào muốn tuyển ra làm giống thì các bạn tách những con này các bạn thúc trùng riêng. Đó, thì cá sẽ lên rất là nhiều luôn. Đó, những cái hồ này là gọi là xả cho các bạn vừa chơi vui vừa có những cái dòng cá đẹp các bạn chơi ha. Thì rồi mình sẽ đi quay cái bọn Dumbo mà coi Big E cho các bạn xem ở video này. Thì video này như là cập nhật cho các bạn về Dumbo coi sọt và Dumbo coi Big E cho các bạn trải nghiệm nha. Còn những cái bộ này thì mình đang xả nè, những cái hồ này xả sẽ rửa lại và mình lên cá mới cho các bạn trong những cái đợt sau ha. Nếu bạn nào mà bắt hot hồ này 200 ngàn nha, nhưng mà các bạn chịu tiền ship nha, tại vì mình không có chịu tiền ship. Đó, chia sẻ với các bạn một số dòng cá ở bên mình đang có ha. Rồi các bạn đang xem đây là cái bọn mình Dumbo coi mà Big E mình vừa vớt ra ha. Thì cái bọn này thì cái tay bơi các bạn nhìn từ trên xuống các bạn có thể nhìn nhận được một cái bộ gen nó chuẩn hay không. Thì đây là cái video không cắt ghép như các bạn ha, nó chỉ cần chuyển video ra mình nói chuyện trực tiếp luôn. Thì mình thì ở ngoài mặt tiền các bạn, đó ở ngoài tiền lộ ha, nên là bạn nào mà có dịp đi ngang á, ngang Cần Thơ thì có thể ghé ngang và tham khảo một số dòng cá ở bên mình ha. Đây là cái dòng này mình quay chi tiết và chân thật nhất cho tất cả các bạn xem. Và cái bọn này á, thì cái tay bơi nó càng nuôi lâu á, thì cái tay bơi nó sẽ càng dài ra. Thì đây là mình đang quay gần nhất cho tất cả các bạn xem ha. Đó. Đó, nuôi càng lâu thì cái tay bơi sẽ càng dài ra nha các bạn. Đó, đây là khi mà nắng lên nhẹ nhẹ nè thì con cá nó sẽ đẹp hơn và nó chất lượng hơn ha. Thì một cặp như thế này đang có giá là 150.000 ha.
và mình có cả dumbo coi sọt nữa, thì 300.000 một cặp. Thì bạn nào mến thì alo mình ha, cứ chụp hình những cái dòng cá các bạn yêu thích lại nhắn của mình qua Zalo. Hoặc là các bạn nhắn của mình qua Zalo thì mình sẽ gửi cho các bạn một cái đường link thêm một số dòng cá cho các bạn ngắm chơi và trải nghiệm những dòng cá từ học sinh sinh viên đến những dòng cá cao cấp nha. Rồi, video hôm nay cũng chia sẻ cho các bạn, cập nhật cho các bạn về cái lô này ha. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một cái video sau hấp dẫn hơn và nhiều dòng cá khác hơn ha. Bye bye.